bây giờ bạn Hứa Nguyễn đã đầu tư rất là hợp lý em cho bạn rất là hợp Liz lý Kim luôn. Cương. Và bây giờ Liz Kim Cương sẽ phải đấu với đấu sĩ thứ 3 ngay sau đây. Cái gì vậy? Tự nhiên bà rảnh, cái bà rảo vòng, cái bà đứng lại cho ông cua. Một cái kịch bản mà tôi hoang mang người xem. Em biết cái câu chuyện này, lúc đầu là bà là muốn là làm phụ nữ mỏng manh yếu đuối để người ta cua mình, hiểu không? Xong rồi thì cái ông mà xuất hiện á, ông rất là muốn tỏ vẻ là mình rất là nam tính, rất là giỏi về cái võ thuật. Ủa vậy kết thúc câu chuyện sao ta không hiểu luôn? Cái câu chuyện nó đã khó hiểu qua cái miệng qua kể, khó hiểu hơn á. Bây giờ chết thằng chạy thiết phụ cái coi. Tôi đang hoang mang cái ông nội này ở đâu ra mà bận áo gió để đầu trọc, rầu râu, chà, đúng gu Quốc Anh nó săn lùng đây. Anh ơi, cái này là cũng là gu của em đó anh. Gu em luôn. Gu em nè, gu mạnh mẽ mà hầm hố như vậy đó. Cái gu em lạ gì luôn hả? Anh ơi, em cũng rất thích đàn ông mà mạnh mẽ như vậy đó. Ừ. Bởi vậy cho nên anh đập cái này thử cái đi. Anh thì anh không biết đập cái này. Anh biết cầm cái này đập nè em. Anh biết cầm cái này đập nè em. Không, nếu vậy thì em sẽ thử cái. Tại vì em cảm thấy em cũng rất là mạnh mẽ. Ok. Được cái điều này chẳng lẽ chồng mình không làm được. Vợ thì làm bằng chân, bây giờ chồng thì làm bằng tay, có được không ạ? Chương trình anh ok không? Anh ơi ok không anh? Cũng ok. Anh không sao. Vâng thưa quý vị, giọng ca bây giờ số 3. Anh ấy đập gạch, đập gỗ, bây giờ anh ta mạnh quá rồi. Bây giờ gu Diễm My, gu Quốc Anh. Trời ơi, em thấy sao Quốc Anh? Anh phải hiểu là khi mà anh đứng sau cái bức màn kia là em đã ấn tượng anh từ cái đầu chọc cho đến bộ râu. Em tin là cái bộ râu của anh sẽ mang lại cái may mắn cho anh với cả em. Chị Diễm My, cho đến bây giờ chị lại bảo là thích là một người có râu là như thế nào ạ? Dạ em thích những người có cá tính đặc biệt như vậy. Người ta không thích để tóc mà người ta thích để râu. Wow. Nó mọc ngược xuống đây nó cũng hay vậy. Xuất sắc. Đúng. Hiện nay nè, là Diễm My với Quốc Anh là hai người là nhà đầu tư, gọi là nhà đầu tư cứng, thấy không?
còn vốn mới nói chuyện được. Nãy giờ mình chưa hỏi qua đại gia khu vực. Đại gia khu vực này. Dạ thì em chắc cũng nghĩ là mình nên để cho chị My có cơ hội được làm quen với ảnh. Tại vì em thấy chị thích râu rồi á. Có vẻ đại gia không thích lắm nè. Em thích có cánh. Thích người có cánh. Đúng rồi, có cánh. Thôi, bây giờ Thường Thảo, nhà đầu tư Hiếu Nguyện sẽ được nhận một lời đề nghị ở bất kỳ ai. Hiếu Nguyện đã đưa ra con số 9.000 rồi thì chỉ có một mình Gin Tuấn Kiệt mới có tư cách nói chuyện thôi. Đúng rồi. Bây giờ bạn muốn tiếp tục mạo hiểm hay đưa Liz quay về? Em nghĩ thì cái gì đã không phải của mình rồi thì sẽ không phải là của mình. Nên em nghĩ là em sẽ đi tìm những cái gì đó mới mẻ và thú vị hơn. Ok. Rồi, ok, hiểu. Vậy Liz vẫn là của Hiếu Nguyện. Xong. Bây giờ dòng cá bí ẩn số 3, mời các nhà đầu tư đưa ra con số cụ thể. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ. 1 2 3 xoay. Vâng, như vậy là Hồng Sơn đưa 1.000 điểm và Quốc Anh đưa 9.500 điểm, nhưng có người đưa cao, đó là Diễm My 9.900 điểm. Dòng ca bí ẩn số 3 sẽ thuộc về đội của Diễm My. Dạ, dạ. Và bây giờ 9.900 điểm, tất cả tài sản của Diễm My đầu tư vào giọng ca bí ẩn số 3 có hợp hay không? Mời bạn số 3 biểu diễn. Nơi đây thảo nguyên từng đàn bò đua nắng tung tăng mặt trời, du dương thèn đinh năm xa xăm ngọn chư prong xa xăm biển rộng. Tôi xin sinh từ nơi đây, cha tôi cũng sinh từ nơi đây. Còn bên ta một ngọn lửa hồng sáng rực rỡ, một ngọn lửa hồng bồi hồi. Ơi cao nguyên, cao nguyên, em thương ai bên núi đang chờ ai. Một ngọn lửa hồng từ bao la, ngọn lửa tìm về với cội nguồn. Một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi. Ơi cao nguyên, những chiến sĩ cao nguyên bên anh lửa và bồ. Cháy lên nỗi lửa thiêng, cháy mãi cho bóng em hiện ra giữa ngõ
ngọn lửa, em trao bầu rượu, em trao lời nói, mãi nhớ. Lời nói lửa cháy rượu đắng ngày nào, còn đàn chim chuông lao bay qua giữa bầu trời, còn dòng sông hoa dùm ba trôi qua. Còn yêu em, anh còn thương em mãi người ơi. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên, mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa thiên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa thiên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Chương trình của ca sĩ Y Giang Arun. Hay quá anh ơi, hay quá. Cao Nguyên ơi, I love you. Và quý vị khán giả ơi, còn chờ gì nữa? Các bạn ơi, hãy cháy lên với chàng trai Cao Nguyên của chúng tôi nào. Xin mời quý vị bình chọn. Hết giờ. Những cái ánh mắt nuối tiếc. Trời ơi. Giới thiệu nhẹ cho thiên hạ biết. Bạn từ vùng nào xuống vậy? Em tên đầy đủ Y Giang Arul, đến từ Buôn Mê Thuột. Ở trên tôi thấy bộ người ta gọi nhau bộ với lắm hay sao mà tôi thấy ai trên này hát cũng cao, cũng nội lực hết trơn vậy bạn. Dạ đúng ạ. Đúng không anh? Dạ dạ, nó do cái thứ nhất là cái địa hình với lại khí hậu. À dạ. Rồi bạn đi hát bao lâu rồi? Dạ từ 2014 em vừa ra trường. À ha. Bé lớn mà râu quá ha. Dạ bù đầu tóc hói hết. Không sao, vấn đề không phải là mình hói đâu, tại vì nó tập trung vô cái chỗ khác thôi. Ừ, nó dồn xuống thôi. Anh thấy không? Nó dồn xuống lông mày với lại râu hết trơn rồi. Nhưng mà anh vẫn rất là đẹp trai anh ạ. À. I love vậy. You anh. Mì, em về đi. Em về em ngẩng cao đầu, em nhìn có những ánh mắt nuối tiếc thẹn thùng. Đúng rồi. Dạ dạ, dạ cảm hùng ơn ta anh. Cái thiệt nhỏ này. Ờ. Đó, dẫn về luôn. Quá trời. Cho tôi hỏi các nhà đầu tư về cái phần trình diễn vừa rồi. Xin mời đại hạ giá. Nghe xong là em muốn đi lên chợ với ảnh luôn á. Em nghe ta lên cao nguyên em được uống cà phê. Dạ đúng rồi. Quốc Anh. Anh phê thì em thì tiếc ạ. Tiếc chứ. Tiếc thiệt. Cái gu của em mà lúc đầu là em đã chấm cái chùm râu rồi. Và thua có 400 điểm à. Xuân, em thấy làm sao cưng? Thật ra từ hồi em xuống đây ấy, là đầu tiên em gặp một cái gì, một giọng hát nó cao so với tầm của em như vậy. Ờ, giọng hát cao hơn con người em luôn. Chính xác rồi. Hú hồn. Anh Hiếu Nguyễn sao nè anh? Anh Hiếu thì bất ngờ quá. Rất là mừng cho Diễm My. Diễm My hồi hộp lắm chứ bộ. Không, Diễm em... My là đặt hết lòng tin vào anh đó. Không, em cả tin em ngay nữa. Từ đầu rồi. Ngay từ khi mà ảnh đứng ở phía sau tấm màn, em đã nghe cái giọng hát của ảnh là đặc trưng, đặc biệt nhất rồi. Cái giọng khàn khàn và có lẽ là rất là mạnh. Mà anh Hiếu Nguyễn ơi, vấn đề là vậy nè. Em cảm thấy anh phải lo cho anh đó. Lo. Lo thì rất là bây lo. Bây giờ Kim Cương nó đấu với cà phê thì cũng hơi lo lo chứ. Cái cà phê này nó độc đáo quá. Cà phê này đậm đặc. Nhưng mà em vẫn tin vào bạn đồng hành cùng với em. Sống chết em cũng tin. Giữ luôn phải không? Giữ luôn. Không trao đổi nữa phải không? Không trao đổi. Vâng. Bây giờ chúng ta nói về nhân vật cà phê mới. Không biết có ai có nhã hứng mang bạn ấy về lại đội của mình trước khi phần tỷ thí được diễn ra không? Nghe tôi phân tích, mình không nói về ai hát hay hơn, mình chỉ nói về thị hiếu khán giả thôi. Tại vì đây là các bạn khán giả tại trường quay, thì đa số tôi thấy cũng là những bạn trẻ trẻ.
Nếu họ bình chọn giọng hát, chắc chắn được phải bình chọn cho Yizhang rồi. Nhưng mà nếu như mà nói về sở thích, biết đâu các bạn lại thích cái dễ thương đẹp gái. Và thật ra là bé Kim Cương hát cũng hay. Hay à, của đội Hiếu Nguyễn thì sao? Vì vậy Gin Tuấn Kiệt, trước khi điểm số của bạn này được công bố, họ thi đấu với nhau, em có đưa ra một con số nào hấp dẫn không? Nếu em thật sự cảm thấy nuối tiếc và muốn anh ấy về với em. Cho nên em thì em cũng thấy tế thiệt. Nhưng mà nếu mà em mà dùng cái có điều kiện của mình để mà ấy thì sẽ rất là thất lễ. Không thất lễ phải không Cưng? Dạ vâng. Vậy là em không thỏa thuận. Dạ. Như vậy Diễm My, bạn vẫn giữ giọng ca của Yizhang. Và Yizhang và Kim Cương sẽ thi đấu trực tiếp. Mời em. Nếu mà các bạn bình chọn cho đội của My á, thì một lát nữa My sẽ bao tất cả mọi người uống trà sữa. My ơi My, My, Diễm My à, vấn đề là vậy nè. Bây giờ Diễm My nói á, cũng đã xong chuyện hết rồi. Ủa xong rồi hả? Hồi nãy trong vòng 30 giây là người ta đã bình chọn xong hết rồi. Đó, nãy giống như em là vì em vậy, cho nên tôi thông báo với các bạn, dù các bạn có bình chọn hay không, Diễm My vẫn bao cả rạp uống trà sữa. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu. Liz Kim Cương nhận được số điểm 91 từ khán giả, một số điểm rất cao chứ không phải là khá cao. Và bạn Yizhang, bạn ấy nhận được số điểm là 对，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 对
mặc dù được phát ra rất trễ. Nhưng thưa quý vị, đây là điểm số cao nhất của giọng ca bí ẩn tính đến thời điểm hiện nay. Rất đáng tiếc phải chia tay bạn Liz Kim Cương và nhà đầu tư Hiếu Nguyện cũng mất đi 9.000 điểm của mình. Anh cũng rất là thương em nha Liz. Hy vọng là em sẽ cố gắng tiếp tục ra nhiều sản phẩm trong tương lai để khán giả đón nhận mình nhiều hơn. Và chúc em thành công trong tương lai nhiều nha. Cảm ơn em. Ok, cảm ơn em đã về đôi của anh. À, thật ra thì hôm nay đến đây thì em cũng không quan trọng thắng thua, mà thật ra là mình đến đây chơi vui là chính. Với cả căn bản là được gặp rất là nhiều người, rất là nhiều đồng nghiệp. Với cả thứ hai là lần đầu tiên em được hát bolero. Đây là một cái sân khấu duy nhất để mình có thể thể hiện được một cái gì đấy mà mình chưa từng làm. Thế cho nên là mình hát bolero lần đầu tiên mà lại được mọi người ủng hộ qua được một vòng này là đã là may mắn cho em rồi. Thế cho nên là em rất là cảm ơn mọi người. Cảm ơn em. Còn một trận đấu nữa thưa quý vị, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao.